Báo Đức dẫn nguồn tình báo, Nga có thể tấn công châu Âu vào mùa đông 2024-2025. Ngân hàng Trung ương Nga tiết lộ lệnh trừng phạt đầu đớn nhất. Cứu hít từ lô tiêm kích F-16 đầu tiên tới Ukraine, quân Nga đại bại trên mặt trận Đông Kherson. Nóng, Crimea rung chuyển vì bị Ukraine tấn công. Đảng pháo Triều Tiên bất ngờ giúp công lớn cho Ukraine, quân Nga thiệt hại nặng nề. Thiên Ý rất vui khi được gặp lại toàn thể quý vị đang xem tin tức trên kênh HTT News. Quý vị thân mến, một mùa Giáng sinh và năm mới nữa lại đến. Thay mặt cho đội ngũ làm chương trình, Thiên Ý kính chúc toàn thể quý vị có một mùa Giáng sinh ấm áp bên người thân, cùng một năm mới bình an và thành công đội ngũ HTD rất mong vẫn nhận được sự quý mến và đồng hành của quý vị trong năm mới 2024 này. Và không để quý vị chờ lâu, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung chi tiết. Báo Đức dẫn nguồn tin báo, Nga có thể tấn công châu Âu vào mùa đông 2024-2025. Thưa quý vị, ấn phẩm Bill của Đức công bố có tham khảo các nguồn tin một trong những cơ quan tình báo châu Âu cho rằng Liên bang Nga có thể tấn công châu Âu vào mùa đông năm 2024, 2025 vào thời điểm khi mà Hoa Kỳ không có người lãnh đạo. Cơ quan tình báo này cho rằng, Nga có thể tấn công châu Âu vào đúng thời điểm, Hoa Kỳ không có người lãnh đạo và sẽ chỉ có thể đến giúp đỡ sau một thời gian trì hoãn. Đó là khoảng thời gian từ khi Tổng thống Mỹ hiện tại ra đi vào đầu tháng 11 năm 2024 cho đến khi người kế nhiệm tiềm năng của ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Hãng tin này cho biết thêm, một quan chức tình báo cho biết Chính quyền Nga đang hy vọng cựu tổng thống Donald Trump sẽ chiếm lại tòa bạch ốc, bởi vì dưới sự lãnh đạo của ông có thể xảy ra bất cứ điều gì. Đồng thời được biết rằng, nhà độc tài Nga Vladimir Putin đã gửi tín hiệu qua trung gian kể từ tháng 9 về việc ông ta sẵn sàng ngừng bắn trong cuộc chiến xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã loại trừ khả năng đạt được thỏa hiệp với tổng thống Nga vì nhà độc tài Nga không quan tâm đến việc kết thúc chiến tranh. Ngân hàng Trung ương Nga tiết lộ lệnh trừng phạt đau đớn nhất Người đứng đầu ngân hàng Trung ương cho biết, Moscow đã chuẩn bị cho các hạn chế của phương Tây kể từ năm 2014. Việc tịch thu tài sản của Nga, bao gồm tiền của hàng triệu nhà đầu tư tư nhân và các hạn chế đối với thanh toán quốc tế là đau đớn nhất. Người đứng đầu ngân hàng Trung ương Nga, Elvira Napyulina đã nói với RBK trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 25 tháng 12 rằng, các lệnh trừng phạt do các nước phương Tây áp đặt liên quan đến cuộc chiến Ukraine. Nga Belena nói với hãng tin này rằng cơ quan quản lý đã đánh giá rủi ro của các lệnh trừng phạt kể từ năm 2014 và đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều lệnh trừng phạt trong số đó. Mỹ và EU áp đặt đợt hạn chế đầu tiên sau khi Crimea sắp nhập vào Nga sau cuộc trân cầu dân Ý nhằm đáp trả cuộc đảo chính vũ trang ở QF năm 2014. Người đứng đầu ngân hàng trung ương cho biết, trong cuộc phỏng vấn, các ngân hàng lớn khi bị trừng phạt Phần lớn đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này xảy ra. Việc ngắt kết nối với Swift đã là mối đe dọa kể từ năm 2014. Vì vậy, họ đang xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán quốc gia. Chúng tôi đã đa dạng hóa dự trữ của mình và tăng tỷ trọng đồng nhân dân tệ và vàng. Năm ngoái, Mỹ và EU đã áp đặt một loạt hạn chế tài chính đối với Nga để đáp trả hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine. Chúng bao gồm việc ngắt kết nối các ngân hàng Nga khỏi hệ thống tin nhắn liên ngân hàng SWIFT, lệnh cấm Nga trả nợ bằng đô la, đóng băng tài sản của Nga được giữ ở nước ngoài, và việc loại bỏ Visa và Mastercard khỏi nước này. Các lệnh trừng phạt đã tước đi khả năng thực hiện các giao dịch quốc tế của Nga bằng đồng đô la và euro. Bà Nabilena nói rằng, chúng tôi đã có thể ứng phó với hầu hết các thách thức liên quan đến lĩnh vực tài chính nhưng cũng có những vấn đề trong lĩnh vực tài chính chưa được giải quyết triệt để. Trong đó có vấn đề thanh toán xuyên biên giới. Đúng, chuỗi cung ứng đang được xây dựng, chúng liên tục thay đổi, nhưng đây vẫn là một vấn đề đối với nhiều doanh nghiệp. Bà Napoleona nhấn mạnh, việc các nước phương Tây đóng băng tài sản ở Nga đã đóng vai trò là một tín hiệu rất tiêu cực đối với các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, vì đây là vi phạm các nguyên tắc cơ bản về an ninh dự trữ. Bà nói thêm hàng triệu người không bị trừng phạt đã bị đóng bàn tài sản. Đây là một vấn đề rất nhức nhối. Ước tính khoảng 260 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã được cố định ở các nước G7, EU và Úc sau khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022 với phần lớn dự trữ được nắm giữ ở châu Âu. Trên hết, khoảng 5 triệu nhà đầu tư tư nhân của Nga thấy tài sản của họ bị phong tỏa trong tài khoản của các tổ chức tài chính quốc tế giá trị chứng khoán bị phong tỏa trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư tư nhân lên tới 3,4 tỷ USD tính đến tháng 7 năm ngoái. Cú khích từ lô tiêm kích F-16 đầu tiên tới Ukraine, quân Nga đại bại trên mặt trận Đông Kherson. Sau khi lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc phục kích trên không thành công vào máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga và nhiều blogger quân sự của Nga đã xác nhận cái chết của đồng đội của họ, có thể thấy rõ sự hồi hộp trên chiến tuyến và mọi người chờ đợi phản ứng của Bộ Quốc phòng Nga. Vào ngày 25 tháng 12, Bộ Quốc phòng của Nga cuối cùng đã công bố một báo cáo và điều thú vị là thay vì xác nhận mất 5 máy bay ném bom ở miền Nam, họ lại tuyên bố đã bắn hạ 4 máy bay phản lực Ukraine ở miền Nam lực lượng chiến đấu ukraine hoạt động ở mặt trận karenka báo cáo rằng không một quả bom nào được thả xuống vị trí của họ kể từ khi có báo cáo về việc các máy bay ném bom của nga bị bắn hạ các nguồn tin của nga cũng không công bố bất kỳ video mới nào về cuộc tấn công đồng thời xác nhận thêm rằng vụ tấn công đã xảy ra và bộ quốc phòng nga đang cố gắng tiến hành hoạt động cung cấp thông tin trả thù thông thường hơn nữa một số nguồn tin nổi tiếng nhất của nga cho biết Ukraine đã tiếp nhận một phi đội máy bay chiến đấu F16 và phân tán chúng khắp các sân bay ở phía tây Ukraine. Và điều này không khó xảy ra vì ngay cả viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ cũng lưu ý rằng, dựa trên tài liệu chiến lược gần đây của bộ quốc phòng Estonia, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ đã phải điều máy bay chiến đấu F16 tới Ukraine trước khi kết thúc năm 2023. Điều này càng làm dấy lên nhiều suy đoán về vụ tấn công gần đây và tại sao không quân nga lại thực sự im ắng việc không có các cuộc không kích của nga đã làm giảm bớt áp lực lên đầu cầu của ukraine ở bờ đông sông dnipro và cho phép quân ukraine tăng tốc độ tấn công của họ và việc cứu trợ như vậy có ích vì trong những ngày trước đó lực lượng nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mạnh mẽ cuộc tấn công chính của nga nhắm vào khu vực trung tâm của ngôi làng nơi người nga cố gắng chia các lực lượng ukraine và tấn công họ từ nhiều phía. Một chiến binh Ukraine báo cáo rằng quân Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công hỗ trợ từ bên sườn. Tuy nhiên, người Nga ở trung tâm vẫn tiếp tục đẩy mạnh và thậm chí còn thiết lập được vị trí của mình. Các cuộc đụng độ không ngừng và người Ukraine cố gắng ngăn cản người Nga mở rộng chỗ đứng của họ. Theo một thủy quân lục chiến Ukraine, cuối cùng họ đã cắt đứt nhóm người Nga khỏi đất liền và buộc họ phải ẩn náu khỏi đám cháy liên miên bên trong các ngôi nhà khi quân Nga tiến vào các đội pháo binh M777 của Ukraine đã bảo đảm săn bằng những ngôi nhà này. Người Nga được cho là đã cử một đơn vị cứu hộ với hai xe chiến đấu bọc thép và 20 binh sĩ đến để đánh lạc hướng quân Ukraine và tạo cơ hội cho quân Nga thoát khỏi bẫy. Nhưng đã quá muộn và quân Ukraine cũng tiêu diệt cả đơn vị cứu hộ. Cuộc chiến kết thúc vào khoảng thời gian các máy bay phản lực của Nga bị bắn hạ, cho phép người Ukraine tái củng cố quyền kiểm soát phần trung tâm của khu định cư. Nóng, Crimea rung chuyển vì bị Ukraine tấn công. Thống đốc Nga Sergei Askyanov cho biết vào đầu giờ ngày 26 tháng 12 rằng một cuộc tấn công của Ukraine đã dẫn đến vụ nổ và hỏa hoạn ở thành phố cảng Fyodosia ở Crimea. Ông Askyanov viết trên Telegram, có một cuộc tấn công của kẻ thù ở khu vực Fyodosia, lãnh thổ của cảng đã bị đóng cửa. Ông nói thêm rằng đám cháy bùng phát đã được khoanh vùng, các cơ quan hữu quan đang xử lý tại hiện trường. Ông Kasanov cho biết, cư dân của một số ngôi nhà sẽ được di dời. Tôi trực tiếp kiểm soát tình hình, đề nghị mọi người bình tĩnh và chỉ nên tin vào thông tin chính thống. Ông Masrana không nêu rõ chính xác vật gì đã bị trúng đạn trong cuộc tấn công hoặc có thương vong hay không. Ferocia nằm trên bờ biển đen của Crimea. Theo báo cáo trên Telegram, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 sáng giờ địa phương và sau đó là một loạt vụ nổ nhỏ hơn. Trước đó, trên kênh Telegram của Trung tâm Thông tin về tình hình đường dẫn tới cầu Crimea có tin cho biết việc lưu thông của xe ô tô trên cầu đã tạm đình chỉ trong gần 1 giờ. Đảng pháo Triều Tiên bất ngờ giúp công lớn cho Ukraine, quân Nga thiệt hại nặng nề Lực lượng Nga ở Ukraine đang phải đối mặt với những thất bại do sử dụng đạn pháo chất lượng thấp, nhiều loại trong số đó được cho là do Triều Tiên cung cấp. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào đầu tuần báo cáo rằng, hiệu quả chiến đấu của mặt trận Nga đang bị giảm sút do phụ thuộc vào các loại đạn kém chất lượng. Trong một số trường hợp, chúng gây ra tổn hại trực tiếp cho quân đội của họ. Quân đội Nga đã buộc phải sử dụng pháo và súng cối có chất lượng kém hơn từ Triều Tiên, dẫn đến trường hợp đạn nổ sớm trong đồng pháo và súng cối của họ, dẫn đến tổn thất về khí tài quân sự và thương vong cho binh lính Nga. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Ukraine cho biết, do tình trạng của loại đạn này không đạt yêu cầu nên hiếm có trường hợp chúng nổ ngay trong nòng súng và súng cối của quân chiếm đóng, dẫn đến quân xâm lược bị mất vũ khí và nhân lực. Đặc biệt, những quả đạn pháo kém chất lượng đã làm hỏng nòng pháo của Nga và gây thương tích nằm trong nhóm quân sự Dnipro ở vùng Kherson phía nam Ukraine do đại tướng Nga nổi tiếng Mikhail Tseplinsky chỉ huy. Newquist đã liên hệ với Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine và Bộ Ngoại giao Nga qua email để yêu cầu bình luận. Bản cập nhật do Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đưa ra phù hợp với báo cáo do Associated Press đưa ra vào tháng 10 và tháng 11, trong đó chỉ ra rằng Triều Tiên đã vận chuyển hơn 1.000 container thiết bị quân sự và đạn dược tới Nga để hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh ở Ukraine. Tòa Bạch ốc đã lên án các chuyến hàng này, nói rằng Triều Tiên có thể đang muốn đổi lấy công nghệ quân sự của Nga. Theo báo cáo của CNN, Nga đang phải đối mặt với sự mất mát khoảng 87% lực lượng bộ binh đang tại ngũ và khoảng 66% số xe tăng trước cuộc xâm lược kể từ khi nước này tiến hành cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Đánh giá của tình báo Mỹ cho thấy, trong số 360.000 quân của lực lượng mặt đất trước cuộc tấn công của Nga, có 315.000 người đã thiệt mạng trong chiến đấu. Ngoài ra đất nước do Vladimir Putin lãnh đạo đã mất 2.200 trong số 3.500 xe tăng và 4.400 trong số 13.600 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân. Đánh giá này cũng chỉ ra rằng quy mô các hoạt động tấn công của Nga đã giảm đi, không mang lại lợi ích gì ở Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm ngoái. Đánh giá tình báo Mỹ cho biết, khi Nga phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, đạn dược và thiết bị được đào tạo liên tục, nước này đã phải sử dụng các biện pháp như nới lỏng tiêu chuẩn tuyển dụng, sử dụng thiết bị thời liên xô và tăng cường nỗ lực nhập ngũ. Bộ Quốc phòng của Nga cũng đã công bố một đợt tuyển quân và nâng giới hạn độ tuổi đối với một số hạng mục dự bị. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.